Sáng nay 17 tháng 4 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, công điện số 1665 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chủ trì hội nghị. Sau hơn 15 ngày thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan đơn vị địa phương và hầu hết người dân trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Đi đôi với đẩy mạnh công tác truyền thông, tỉnh tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về công tác phòng dịch. Theo đó, ngành chức năng của tỉnh đã xử phạt 10 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, phát hiện xử lý 22 vụ vi phạm về hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, kiểm tra lập biên bản 362 trường hợp vi phạm không mang khẩu trang nơi công cộng. Cùng với ngành y tế, lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự, công an cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Công tác vận động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 cũng được quan tâm thực hiện. Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành địa phương, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần bày tỏ trân trọng cảm ơn toàn dân đã khắc phục khó khăn, ủng hộ thực hiện nghiêm chủ trương cách ly toàn xã hội, đánh giá cao sự đóng góp của các cấp các ngành địa phương, nhấn mạnh dù là tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp và chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19, nhưng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần đề nghị các cấp, các ngành và mỗi người dân không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả gói an sinh xã hội kịp thời đến với người dân, đẩy mạnh và đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh. Mặc dù Long An chúng ta là nằm ở nhóm nguy cơ thấp, nhóm 3, nhưng mà chúng ta lưu ý thế này. Chúng ta nằm ở vị trí là tiếp giáp với hai anh bạn là nguy cơ cao, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Trên 132 km đường biên, đường mòn lối mở thì nó, nhưng mà ruộng, bờ liền bờ, bước cẳng qua là qua biên giới, làm sao quản lý nổi. Nỗi ý này để mà thấy là cái vị trí của Long An chúng ta, mặc dù nằm ở trong cái nhóm nguy cơ thấp, nhưng mà cực kỳ là nguy hiểm nếu chúng ta không có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới. Nỗi ý này để tôi đề nghị tất cả các đồng chí dự hội nghị hôm nay, với trách nhiệm của mình, bằng mọi cách, mọi giải pháp, làm sao cho địa bàn Long An chúng ta ráng phấn đấu làm sao là không có một ca dương tính nào. Thì tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chúng ta quan tâm một số vấn đề chính thế này. Bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của trên, rõ rồi. Việc mà chúng ta khó nhất làm sao là phải đảm bảo là giãn cách xã hội, vận động bà con ở nhà, công chuyện thật cần thiết mới ra, mà ra rồi á, ra đường rồi á, là phải đảm bảo các điều kiện hướng dẫn của ngành y tế, đeo khẩu trang, đặt khoảng cách, vân vân. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tại hội nghị, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Long An cũng đã triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, chung tay phòng chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.